Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của sĩ Z. Tươi phết nhỉ. Mà này ma lốc luôn nè. Xem nên lấy thêm ma lốc không nhỉ? Mà này mà lên 10 vàng thì thôi, không thì lấy thêm ma lốc. Bán taxi đi nhé. Thích thành không? Mình nè. Ui, mà lốc nhảy được đấy đấy. Mấy lúc đã nhảy được ngon đấy anh em ơi. Hơi tiếc. Cái tèo này không có quy xì nó đấy lo này xiên trước rồi. Chắc mình thua nốt trận này ấy nhỉ? Nốt trận này đi. Thì ma tộc này vào cho nó dễ thua này. Đợt này. Lò này. Trông có vẻ thua được đấy anh em ơi. Nhà bạn này hơi yếu này. Để hai bạn này vào là mất ma tộc rồi này. Gặp đúng nhà bạn yếu rồi. Này, khó nhỉ? Ba tướng sao mà mình thua được đây? Đồ gì đây? Lâu tê chết cả đôi nè. Khó quá em ơi. Còn các chuỗi ở đây cũng được anh. Thọc tiền tí nhỉ. Nhá có cái trượng đánh cung cũng khá là ngon. Xem bao nhiêu bạn giòn đấy, xem đánh cung nào. Bán ma lốc đi. Chưa ra cái giòn đâu anh em ơi. Nếu mà ra giòn thì có thể đánh cung được nhá. Cân nhắc lại. Trượng này khá là ngon. Trừ khi bọn này mà ra Gaia thì... Đây. We see, có không? Có một cung cung này. Hết xù tiền nó. Cung cung đi. Cầm thú đi. Kèo hết tiền em. Tiền. Mình kia đánh thú hết rồi, khả năng bỏ ma lốc đi mình đánh cung đi. Nhiều thú phết.
Cái đó về mình mà. Cân nhắc nha em, khả năng này cung cao hơn. Đồ xấu xấu bẩn bẩn này dễ đánh cung. Chết rồi, em kia mỏng quá em ơi, em floor này chưa xiên kìa. Ái thật. Cung kia mỏng quá. Hand floor này mà xiên được ngon, mất 2 xiên thì con teo mình bắn được. Xuống xiên teo thì chịu. Sao mà đỡ được giờ? Thì đồ xịt nào. Giáp của mệnh khá ngon nhưng mà mình thích lấy này hơn này, cần lấy sách thánh em ơi. Bây giờ đánh cùng tự đánh thú tiếp đi. Sách thánh đánh thú đi. Bây giờ ra floor. Là Yon này, ê, 17 con Yon này, ê. Cất nhắc được à ha. Rồi, nó tạm nghĩa nhé, phá con thú, bây giờ. Choáng nó, choáng nó. Choáng nó nữa, ok. Crest này chắc không được chơi game nữa. Không được chơi game đúng không? Cung được ấy nhỉ, bây giờ ra quả này sớm hết. Tìm con cung nữa thôi. Bốn thú rồi này. Yon không ai chơi luôn anh em ơi. Yon là không ai chơi luôn đấy. Ê... Không ai chơi Yon à. Không ai chơi Yon thì mình chơi thôi. Nhẹ. Nhẹ. Cót à. Chóng cái phát này. Rồi xong thua. Phát nhiều máu anh em ơi, phải gỡ lại liền đấy. Một con heo là thiếu con kia rồi không? Ừ. Con hai này dễ kiếm thôi, hai này không khó. Đó cũng 16 con nhá. Uy tín luôn, uy tín luôn anh em ơi. Giờ mình sẽ bỏ hàng floor đi luôn này. Floor không có đồ. Cho 4 thú vào vậy. Một bạn nào đó có thương bên phải. À, thương bên trái. Bạn thương bên trái rồi anh em ơi. Mình sẽ kệ bạn này đi. Nick này. Greasy nè. Greasy vào. Chú cho thêm con Vera vào lấy thêm cái tiện không. Cho Vera vào đây. Hồi 46 máu này nhanh đi không chết anh em ơi. Quyết định lâu lịch lâu ra chết đây. Ngân thú ở nhóc luôn nhá. Thời gian quá đấy. Xong quỷ vào luôn. Cung. Mà lốc cút luôn. Thời gian cho em được. The sun shall vanquish darkness. I will see my destiny to the end. Shall vanquish darkness. Nhau 16 con. Bị tin tưởng anh ta, tốt những người tôi luôn tin tưởng. Thứ hai. Giờ quá nhỉ. Hai sách thắng à? Cái này cũng ngon bởi vì không ai có Yon anh em ơi, có huân chương này lấy game ngon lắm. Không ai có Yon mà. Chứ lấy này giờ hơi sớm nhỉ. Lấy giờ hơi sớm anh em ơi. Đủ cung đúng không? Ừ. Ừ.
Thương đáy này này. Hai thương đáy này anh em. Ôi, nó nộ cho đấm vào mồm. Chắc phải thêm thợ sân quỷ, quỷ xin làm nhót nhỉ. Hay thêm đánh đồ. Sân quỷ. Sân quỷ đi, để ra nhót. Cho này đầu game yếu quá anh em ơi. Thế là cái kia không? Cho này cái mất mua vật lý đi, lấy thêm thương Yon đi. Liềm cho Yon đi. Yon 2 đồ 3 đồ đi. Teo cái này cho Yon đi, cái này cho Teo 2 đồ kia. Yon cầm này hơi phí. Sun ai mà thương bắt đáy này. Trời ơi mệt. Theo đường treo. Đấy, hai thương anh em ơi. Nhập đúng hai thương thật. Mày hồi máu cũng kịp, nhưng mà thôi sao, còn Phoenix, còn Phoenix. Phoenix còn sống. Săn quỷ thêm thành đồ rồi đó này. Lên 8 nhanh rồi anh em ơi. Đồ. Đồ trước đi, săn quỷ sau đi. Giòn này giòn 1. Roll theo nhỉ, 29 máu. Roll, tịnh, bình tĩnh. Vẫn khỏe mà anh em vẫn khỏe được. Cho con xe nhé. Xe. Con ba thủ kia rồi. Rồi, treo. Okay. Gặp toàn gặp thương này anh em ơi. Con mình ăn choáng à. Chôn quả đẹp kìa. Chôn đẹp kìa. Xem em hồi máu lại được này. Choáng này, choáng này. Hai choáng, ăn choáng rồi. Xem em ulti này. Xem em ulti. Ok anh em ơi. Mày là bởi. Mặt nhiều thương quá. Này là bắt đầu có tướng rồi. Bắt đầu có tướng rồi. Không phải đã thêm thợ săn quỷ nhá. Đèo gánh quá. Nhưng bây giờ John 2 sẽ gánh được anh em ơi. Hai gánh tin tưởng được đấy. Tôi những người tôi luôn tin tưởng được. Gánh một chút. Narcot đứng chữa này. Đeo ulti chết này đi. Mày là Narcot. Hồi máu lắm. Ok chết hết hết ám rồi này. Máu lại liền anh em ơi. Ban đầu mình bán máu nhiều quá anh em ơi. Đầu mình đánh hơi lỏ đã thua tiền, thua máu, thua mọi thứ. Điểm full. Đi sau, pha sau lên nhé. Sau lên luôn làm thuật săn quỷ để cho nó yên tâm tí. Còn Van Heo đây, này đây, này đây. Săn quỷ ở giữa. Chéo chéo góc này một chút. Thì thằng chết thương nhá anh nhá. Này cho Phoenix nhá. Cách thánh cho Phoenix luôn đi. Tỷ cho Phoenix luôn này. Cho Phoenix à. Không phải tồi đâu, Phoenix này nhiều mana phết đấy. Luôn. Đây. Sáu mươi mana cho nó à? Tin tưởng, tốt những người tôi luôn tin tưởng. Ok luôn, chấp nhận luôn. Nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá.
Mấy thương nhỉ? Một thương nhá. Hai thương bên này à? Vẫn phải để con hai tên ở đây, em không chuẩn khác được. Keo bắn thẳng à? Keo bắn thẳng trông hơi lỏng. Con ra bắn thẳng đi. Ta Phoenix sấy. Ê, con Phoenix gánh đấy. Ê, con Phoenix gánh điên đấy. Wow. Wow. Con em 4-5 cái ulti đấy. What the hell man. What the hell man. Ê, con Phoenix này cũng điên đấy. Nó ném liên tục luôn đi. Toàn ném mấy chỗ hiểm nữa. Ghét ghê. Cho nó thêm cái 1000 năm giáp phép của đâu, 1000 năm giáp phép của thợ săn quỷ nữa thì đúng đấm mồm luôn. Ma tộc không cần ma tộc lắm, cần truy hồn trước nhỉ. Đã đúng không, truy hồn đi. Phải cho con Phoenix được vào trong anh em không cần thêm đâu, khá tín này. Chín luôn anh em ơi, chín luôn. Con này mình cập 3 con. Này mình cho Phoenix không? Này cho Phoenix cũng không? Nhưng mà con Phoenix cần cái choi nó ulti liên tục. Nó teo không? Teo không carry bằng đâu. Ở đây có bảo có thương bắt đây này này. Chứ là bắt xứ do mình rồi. Sao bắt lấy được con kia nữa. Phoenix mình carry được rồi. Bổ hết rồi. Mồi máu đã liền, ok. May thật rồi. Này còn thương bắt đáy anh em ơi. Ghét ghê. Thương bắt đáy thì thôi, mình bỏ sừ cái con này bên này đi, mình cho ra giữa đi. Cờ thủ top 8. Giữa này nhá. Cờ top 8 nhá. Ghi bạn này một chút. Yon thêm Yon. Cờ thủ top 8 mình gặp rồi, sẽ xét bảo là thương bên đáy bên này. Thế thì mới thôi, để góc này đây nhá. Kéo ông chéo đây. Kìa, xem em đây. Cát, mà cát để cho vào cũng ngon nhưng mà vì thạch đồ cũng ngon anh em ơi. Sách thánh cũng ngon, sách thánh cho một cát ba đồ kia xịn vãi. Mới bỏ xe neo nhỉ, bỏ xe neo mất thánh đồ à? Không, mình cần thánh đồ anh em ơi. Pha sau nhé, mình cho con này này. Thợ săn quỷ cũng hơi cần. Pha sau nhé, đợi chút đi. Rồi đợi là hạnh phúc anh em ơi. Teo ti thẳng một chóc đẹp này. Mà lúc này nhảy điên ấy. Cái này cũng gây gì đang xem. Chờ đợi hạnh phúc em ơi, chờ đợi hạnh phúc. Lên 9 liền mình cho con cát này vào liền. Đấm vào mồm nó, một liềm, một cái sách thánh, một cái này. Thương chắc cũng cho con Phoenix thôi. Đây luôn nhỉ? Nên lần bán này đi. Ok, cần. Thật là bình tĩnh em. Bây giờ cái thương đáy bạn này để đâu? Thương bán này bạn này bên này đúng không? Z bảo, thương đáy bên này. Được thương tốt 8 đáy bên kia. Để con này lại đây rồi. Không khác nữa. Không biết thương đáy hết này đâu. Con cát này dính luôn thánh đồ này anh em ơi. Ui, nhưng mà nó trâu thế. Sao không sáng nó được vậy. Phoenix carry thôi anh em ơi, Phoenix carry nè. Cố lên em. Anh carry được mà em. Anh tin tưởng em, tốt những người tôi luôn tin tưởng mà. Anh carry được rồi. Choáng này lâu quá anh em không choáng được nó. Teo không bắn được choáng này, xong rồi con Yon này choáng mãi không vào được thánh đồ. Trời, vào thánh đồ lâu quá. Form đội hình lâu quá. Nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá. Và sau vào luôn đúng không? Thế thì con Phoenix này sẽ đi, nè, sẽ Neon đứng ở lại. Này đứng đây. Con Teo đứng đây đi, còn con Cat sẽ đứng đây. Còn con Cat đứng sau, còn con Cat đứng trên đi. Con Cat đứng trên khá xịn, có liềm, có sách thánh. Phoenix cho nó luôn. Thì con chắc là con Yon mình sẽ thêm một đồ gì đó nữa. Thử thì bù siêng năng, có làm thì mới có ăn, không làm mà đói có ăn.
Panic nhá, thần tốc đánh tiêu địch. Cái để ý thương đáy anh em ơi. Căng cực. Sao rồi, lẽ ra được con Volcat vào ngon, bỏ thợ săn quỷ đi. Tại của đấy con Volcat bên kia nó càn mà mình cần thánh đồ, mình cần cả thánh đồ, mình cầm cả Volcat thì mới ra mình ăn được. Thợ săn quỷ đi. Lẽ ra thêm gì đây? Cần một đồ cho ai nhỉ? Cần đồ Richter với cả Quy đúng không? Quy cầm đồ này khá ngon, cầm đồ này cũng ngon, cầm đồ Choi cũng ngon. Quy cầm đồ quái nào ngon nhỉ? Đồ này đi. Cho theo công ty luôn á. Quy công ty liên tục được không nhỉ? Mình cầm cái đồ đấy mong muốn là con Quy mình sẽ ulti liên tục được tí nữa. Cho cái đồ này cho con này cho. Nếu có phải chân ra em cũng xin chấp nhận trở ra. Được con cát mình thì sáng mai mới chết anh em mà. Quy đúng không? Đi Quy nhé. Bạn này đi không? Bạn nào đi không? Tập cơ thủ này xong rồi này. Sử dụng này xong rồi này. Đồ thủ đi nhở. Nhưng mà tôi giáp hộ mệnh cái gì đi nhở. Cho Felix nhé. Cho Yon. Tên tưởng, tốt với người tôi là tên tưởng. Tí cái thương bạn còn lại ở đâu nhá. Tơ nè. Cho đi tờ thương đi, xuống ulti anh em. Hai đồ. Trách thương, thương Volcat bên kia. Bên đáy cái này, ok, chắc. Mày hả Volcat, chết rồi, tao choáng quả đẹp thế. Volcat đổ quái thì nó xuống nó choáng luôn anh em ạ, gớm thật. Tao chấp kia, cẩn thận nhá. Nếu thế mình ném thương bên đáy giữa nhỉ? Thương ra giữa hơi ấy. Không hiểu sao ở đấy bắt được con khác thôi, đen lắm. Bắt mấy con khác không bắt. Con khác thì bây giờ thên, không cần thên. Rồi có thên cũng ngon. Shit. Trước anh em ơi. Mình gặp bạn nào nhỉ? Gặp nào mà mình bắt được con cá kỳ lắm. Thương đáy đúng không? Lo nhỉ. Sợ này đẩy đáy thương bên mình. Không, bọn này không. Đáy bọn này không nguy hiểm lắm bởi vì con teo này không đi được luôn. Nó có đẩy đáy hay gì không? Không đẩy đáy đâu. Thì con này sẽ bắt vào con này thôi. Cát bên kia thì sớm muộn chết thôi. Tội săn quỷ, mình có tội săn quỷ nhá. Không sợ bán thần đâu. Lại gặp con cát này. Con cát này lại đấm vào mồm mình, choáng rồi phát. Yon mình giáp một mệnh em ơi. Con cát đi em bên kia rồi. Thánh đồ nó nào. Ngon. Đấy, người run đấy, con cát choáng nhiều quá. Bạn này đi rồi. Mình gặp ZZ bảo không bạn gặp nào. Tên đánh này. Không sợ em ơi, góc này đẹp rồi. Đời thương à? Thên sang bên này à? Con cát mình đã choáng à? Choáng mồm thên này. Choáng này. Yon bắn đi em, trời ơi, Yon bắn lâu quá, chờ mãi Yon không bắn ạ. Chờ nó bắn lâu quá em ơi, con Yon mình chả xả được tí đam nào kìa. Đen thế nhở.
Còn Lily đen tận mạng luôn ý. Cái đồ game mất máu nhiều quá. Mỗi lỗi đồ game. Vậy thôi anh mới biết anh này cái thử anh thích clip trên hãy like, subscribe. Hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé.